Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này Thủy đang ở chợ Bình Thạnh nè cô chú anh chị. Ở bên Cổ Thạch cô chú anh chị ơi, Thủy đi xuống chợ Bình Thạnh để Thủy ăn sáng. Từ hồi sáng tới giờ cô chú anh chị Thủy lên bãi biển Cổ Thạch và Thủy vào chùa Cổ Thạch để Thủy quay những cái video để gửi đến cho cô chú anh chị gần xa xem. Xong rồi đói bụng quá cô chú anh chị, Thủy mới ghé vào chợ Bình Thạnh để ăn sáng. Ăn sáng xong rồi Thủy sẽ xuống Hàng Dương quay video tiếp tục cho cô chú anh chị xem. Chợ Bình Thạnh là lần đầu tiên Thủy vào luôn nha cô chú anh chị nha. Thủy ở đây từ nhỏ tới lớn nhưng mà Thủy chưa vào chợ Bình Thạnh lần nào hết cô chú anh chị ơi. Lần này là lần đầu tiên Thủy vào chợ Bình Thạnh nè cô chú anh chị. Thủy vừa bước chân vào chợ Bình Thạnh thì có một chị bán bún riêu nhận ra Thủy và nói với anh Mãi là chị đã từng coi kênh Năm Chị Em Xa Xứ và biết Năm Chị Em Xa Xứ luôn, rồi biết Thủy và biết chồng Thủy, con Thủy, nói chung thành viên nhà Thủy ai chị cũng biết hết, bởi vì chị nói ngày nào chị cũng coi kênh Thủy hết. Tự nhiên Thủy nghe nói như vậy cô chú anh chị, Thủy rất là mừng và rất là hạnh phúc luôn cô chú anh chị ơi. Lúc này Thủy vào chợ để ăn sáng nhưng mà là giờ Thủy đi trễ lắm rồi cô chú anh chị. Giờ này là 8 giờ mấy, 9 giờ rồi. Mà thường thường dân biển ở quê Thủy thì ăn sáng rất là sớm luôn. Giờ này là còn cái gì thì mình ăn cái đó nha cô chú anh chị nha. Dự định Thủy là vào đây ăn bánh canh nhưng mà những cái món đó thì hết rồi cô chú anh chị ơi. Thì còn có bún riêu, phở bò thì anh Mãn quyết định là anh ăn bún riêu. Thủy nhìn qua bên này thì Thủy thấy một chị gái này đang sửa đồ cho cô chú anh chị ven biển. Còn bên này là những nải chuối sứ nè cô chú anh chị. Đất Bình Thạnh đó cô chú anh chị trồng được những cái nải chuối sứ rất là ngon luôn nha cô chú anh chị nha. Chuối sứ mà ở Bình Thạnh là đều ngon hết cô chú anh chị ơi. Qua bên này là có mấy cô, mấy chị ngồi bán bún và bán bánh hỏi, bánh ướt để mình mua về mình chế biến ra mình ăn đó cô chú anh chị ơi. Còn bên này là có một bà cụ gần 80 rồi cô chú anh chị, bán tiêu và bán hành tỏi. Bà bán hơn 20 năm rồi cô chú anh chị. Còn ở ngoài đây nè cô chú anh chị thì có nhiều cô chú anh chị ngồi bán mấy trái bầu, trái mướp, trái bí, mấy bó rau. Nói chung chợ Bình Thạnh thì không có lớn bằng chợ Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận của Thủy đâu. Chợ Bình Thạnh thì ở trong xóm nha cô chú anh chị, cho nên bán nhỏ lẻ, mỗi thứ một ít thôi cô chú anh chị ơi. Bên này là mì Quảng, phở bò, hủ tiếu. Thủy rất là thích ăn mì Quảng ở quê Thủy luôn. Mì Quảng ở đây khác mì Quảng ở trong miền Nam, trong Sài Gòn. Cũng khác mì Quảng ở Quảng Nam luôn nha cô chú anh chị nha. Mì Quảng ở đây, cái cọng mì Quảng nó giống như là cái cọng hủ tiếu vậy cô chú anh chị. Còn khu bên đối diện Thủy không biết là bán gì nữa, để Thủy qua Thủy coi bán cái gì. À bên này cũng bán y như bên kia thôi cô chú anh chị ơi. Cũng bán đồ ăn, thức uống, đồ cho mình ăn gì á, nhưng mà bên này thì Thủy thấy hết rồi. Thủy nhìn vào bên này thì thấy cô này bán những chén mắm bằm á cô chú anh chị, mắm chân á rất là ngon luôn. Mắm chân ở Bình Thuận quê Thủy làm rất là ngon, và có mấy cái chén rau câu, chén chè đậu xanh và bánh bò này cô chú anh chị, bánh tằm và bánh hột lọt. Ở bên này là bánh bánh gì mà Thủy quên rồi, bánh dừa, bánh dày, bánh đồ cô chú anh chị. Nói chung là vậy, bánh dày có hành và bánh dày có dừa nha cô chú anh chị nha. Theo Thủy biết là vậy. Bên này là có xôi nếp cẩm và có bắp hầm nữa nha cô chú anh chị, rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi. Ở quê Thủy bán bắp hầm ngon lắm. Cô đang vô muối mè. Muối mè ở quê Thủy á, nó rất là ngọt. Còn Thủy thấy muối mè ở trong miền Nam á, sao mà Thủy ăn nó mặn mà nó có cái hột mè. Còn ở đây là đậu phộng với lại đường, bỏ một xíu muối thôi cô chú anh chị ơi, chứ không phải bỏ muối như ở trong thành phố nhiều đâu, cho nên nó mặn đó cô chú anh chị thấy không. Cô đang ngồi cô vào vô để cô bán á cô chú anh chị, cho nó kịp. Chứ một lần mà mình bán á, mình vào vô nữa thì nó sẽ lâu nha cô chú anh chị. Đây là mâm chuối chiên nè cô chú anh chị,
bánh chuối chiên á. Ở quê thì chiên bánh chuối chiên nhỏ xíu gì á, rất là ngon. Như ở đây một trái chuối thì người ta sẽ cắt làm đôi, xong người ta ép ra người ta chiên lên là nó cỡ đó cô chú anh chị. Còn mà ở trong Sài Gòn á cô chú anh chị thì người ta chiên kiểu gì mà cái miếng chuối nó dài hơn gấp đôi ở thỉ luôn cô chú anh chị ơi. Lúc này thì qua bên này lại rồi cô chú anh chị, thì thấy chị này đã làm xong đồ ăn sáng cho nhà thỉ rồi, thì ngồi xuống thì ăn thôi cô chú anh chị. Thì thấy em Pháp gì mà ngồi nóng quá ngồi ăn, mà thì tưởng là em Pháp không có ăn được cho nên nó thì đang buồn. Ai về tí nữa là em Pháp ăn hết một cái tô luôn cô chú anh chị ơi. Đó, lúc này anh mà anh đói bụng quá anh ăn ngon rồi chưa, ăn hết nửa tô rồi cô chú anh chị. Còn Thủy thì lúc này cũng rất là đói bụng luôn, tranh thủ múc mắm tôm ra và dầm ớt vô và nặn miếng chanh vô cho khử trùng những cái con vi trùng virus gì á cô chú anh chị. Thủy nghe chị hai thì nói vậy á, nếu mà muốn ăn mắm tôm thì phải nặn chanh vô cho nó chết những cái con đó nha cô chú anh chị. Và mình dầm ớt vào rồi mình bỏ vào mình ăn với lại bún riêu bá cháy bò chét luôn cô chú anh chị ơi, rất là ngon luôn đó. Thì làm một chén nước chấm hấp dẫn lắm cô chú anh chị, trong đó có ớt và có chanh. Thì quậy lên cho đều rồi xong thì bỏ vào tô của Thủy thì ăn, hoặc là mình chấm cục thịt vào mắm tôm á là ăn rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Không biết là có ngon hay không nữa, để Thủy thử miếng nước lèo nha cô chú anh chị nha. Thủy mời bà cô chú anh chị ăn với Thủy bún riêu. Ồ rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi. Thì bỏ thêm mắm tôm vào, mình ăn khẩu vị mình như thế nào thì mình bỏ vừa khẩu vị mình như thế đó nha cô chú anh chị. Thì bỏ rau vào thì trộn lên cho đều rồi thì ăn. Thì hỏi anh Mãi và em Pháp là có ngon không, thì hai chú cháu cứ thế mà ăn thôi, không trả lời Thủy đâu cô chú anh chị. Cái cọng rau muống là theo Thủy nhìn thấy là cọng này là người ta tự bào luôn nha cô chú anh chị nha, chứ không phải là mua bào sẵn. Nếu mà cái cọng rau muống mua bào sẵn á, là theo Thủy biết á, là người ta sẽ ngâm thuốc tẩy rồi đủ thứ luôn á. Còn là cái cọng rau muống mà mình tự bào á thì nó sẽ xấu hơn một xíu, nó sẽ dày hơn một xíu, nhưng mà ăn nó chất lượng và nó ngon nha cô chú anh chị. Lúc này Thủy ăn vô một miếng rất là ngon luôn. Thủy không có ăn ớt bằm. Cô chú anh chị nào mà muốn ăn ớt bằm á thì mình bỏ vô thêm nha cô chú anh chị. Còn Thủy là ăn như vậy là đủ rồi cô chú anh chị ơi. Thủy đang ngồi ăn ngon miệng thì cái chị chủ mà bán bún riêu là cô chú anh chị thì đứng thì trò chuyện với Thủy. Chị nói với Thủy là chị rất là hâm mộ Thủy và rất là yêu quý Thủy. Chị đã từng quay kênh Năm Chị Em Xa Xứ của Thủy và chị rất là thích Thủy, rất là thích cái tính cách và cái lòng hiếu thảo của Thủy và thương người nữa cô chú anh chị. Chị nói Thủy như vậy á, xong á Thủy mới hỏi chị là ủa chị hay coi kênh Thủy lắm hả, thì chị nói là tối nào chị cũng mở kênh của Thủy chỉ coi, cho nên nó là lần đầu tiên á Thủy bước chân vào là chị nhìn là chị nhận ra Thủy liền luôn. Lần đầu tiên á là chồng Thủy bước chân vô là chị nghi thôi, rồi tiếp tục thứ hai Thủy bước vào thì lúc đó Thủy chị mới nhận ra Thủy luôn cô chú anh chị. Ngon lắm cô chú anh chị ơi, cái cục huyết ở đây nó làm rất là ngon hơn ở trong miền Nam Thủy ăn luôn cô chú anh chị. Nước vừa ăn, cô chú anh chị thấy không, Thủy không có nêm cái gì vô hết á, nêm một xíu mắm tôm vô là có đủ hương vị. Ăn bún riêu là phải có mắm tôm là đủ rồi cô chú anh chị. Chị nấu rất là vừa ăn luôn rồi cho nên Thủy không có cần phải nêm cái gì hết trơn luôn. Cái cọng rau muống của chị bào rất là ngon giòn mà ngon lắm cô chú anh chị ơi. Cái tô bún riêu của Thủy ăn là 30.000 một tô nha cô chú anh chị. Nói chung là 30.000 chỉ bỏ thịt cũng rất là nhiều luôn mà rỉ nó cô chú anh chị ơi, ăn ngon miệng đó. Đó chị đứng chị nói chuyện với Thủy suốt luôn á cô chú anh chị. Thủy vừa ăn mà vừa nói chuyện với chị mà Thủy rất là hạnh phúc và rất là tự hào. Và có khi là tự nhiên Thủy nghĩ là mình tự nhiên nhiều
cô chú anh chị biết đến thì rất là mừng và hạnh phúc, không biết tả sao luôn cô chú anh chị. Những cái video nào mà Thủy ra chỉ đều nhắc lại cho Thủy nhớ và chỉ đều coi hết luôn nha cô chú anh chị nha. Nhiều cái video Thủy không nhớ đâu mà chỉ nhắc cho Thủy nhớ hết luôn. Chỉ còn nói là chỉ coi bên nhà chồng Thủy nữa. Chị nói Thủy là rất coi hiếu với lại cha mẹ chồng của Thủy. Rồi Thủy trả lời với chị là Thủy có hiếu hai bên luôn, bên ngoại bên nội gì Thủy cũng thương và yêu nhau như một người một nhà cô chú anh chị. Mà nhìn chị là rất thích Thủy luôn cô chú anh chị ơi. Chị nói là chị thích tính cách của Thủy, chị khen Thủy lúc nào cũng giỏi hết cô chú anh chị. Thủy bồ ăn bồ nói chuyện với chị á, rất là vui luôn và hạnh phúc nữa cô chú anh chị ơi. Rồi lúc này anh Mãnh biểu là Thủy ăn mau lên rồi còn đi nữa, cho nên là Thủy cũng cố gắng Thủy ăn mau mau. Thấy chị khen mình nhiều quá mình cũng ngại cô chú anh chị. Rồi mình trong bụng mình cũng vui lây lây, vui làm sao Thủy cũng không có tả nữa được nữa cô chú anh chị. Chị hỏi Thủy là sao lại tới đây ăn sáng, thì Thủy trả lời với chị là Thủy tới đây ăn sáng là vì Thủy đi qua bên này Thủy chơi, Thủy quay video cho ông Phật cô chú ở xa xem rồi đi vào Bình Thạnh để ăn sáng. Tại vì là còn đi qua bên Hàng Dương để quay nữa, cho nên là Thủy bắt buộc phải vào chợ Bình Thạnh. Nhưng mà từ hồi nào giờ là Thủy cũng chưa bước chân vào chợ Bình Thạnh. Bây giờ có dịp thì muốn review chợ Bình Thạnh cho cô chú anh chị ở xa xem và để biết những cô chú anh chị nào mà dân chợ Bình Thạnh đó, thì coi video Thủy cho đỡ nhớ nhà và nhớ quê và đỡ nhớ cái chợ nhỏ bé của mình nha. Người dân ở đây với cô chú anh chị rất là chân chất thật thà và hiền lành nữa cô chú anh chị. Có sao nói vậy rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị dân biển là tuy ít học thiệt nhưng mà rất là hiểu chuyện và tâm lý và đàng hoàng lắm cô chú anh chị ơi, chân chất lắm. Mình không biết cái gì thì mình hỏi các cô các chị thì các cô các chị sẽ chỉ cho mình. Các cô các chị còn sợ Thủy không biết những cái cảnh đẹp để quay cho cô chú anh chị xem á, các cô các chị còn chỉ Thủy là đi ra chỗ này nè em quay nhiều cảnh đẹp lắm, đi ra chỗ kia quay nhiều cảnh đẹp lắm, anh chiều em qua bên này em quay đi, rất là nhiều cảnh đẹp và nước thì rất là đẹp và chiều hoàng hôn xuống rất là đẹp luôn. Thủy qua bên này Thủy quay nha. Thì Thủy cũng gật đầu dạ dạ cho qua thôi cô chú anh chị ơi, chứ mà Thủy không có biết là Thủy rảnh giờ nào để Thủy đi quay nữa. Có nhiều lúc buổi chiều á Thủy bằng ngủ á, Thủy ngủ tới tối luôn, Thủy không có thời gian để đi quay. Tại vì canh sáng á, là Thủy đã dậy sớm để đi qua đi quay nhiều cái cảnh buổi sáng cho cô chú anh chị xem rồi, cho nên nó về rất là bớt luôn. Cho nên Thủy phải ngủ nghỉ ngơi buổi chiều và còn tranh thủ edit video cho cô chú anh chị xem nữa. Nhiều cô chú anh chị á, hỏi Thủy sao mà một ngày có khi Thủy không up lên được video á, là Thủy không có thời gian á cô chú anh chị, cho nên Thủy mới để canh tối canh đêm Thủy up lên video sẵn để sáng mai cho cô chú anh chị xem. Lúc này có một cái cô bán nước mía đem qua 3 ly và 10 ngàn một ly nha cô chú anh chị. Mà cô xay nước mía đa số là hầu như là nước mía nhiều hơn đá cô chú anh chị, cho nên rất là chất lượng luôn cô chú anh chị ơi. Đó cái ly nước mía thì đem lên cho cô chú anh chị xem. Cô bỏ ít đá thôi nhưng mà nước mía rất là nhiều luôn. Thì ăn cái tô bún riêu của chị xong rồi thì uống một ly nước mía, trời ơi nó no nê mà nó đã khác luôn cô chú anh chị. Chứ hồi nãy á, là thì đi lên chùa Cổ Thạch á, nó đói bụng nó cồn cào cái ruột mà nó khát nước nữa cô chú anh chị ơi. Vô trong cái chợ Bình Thạnh thấy nhiều cô chú anh chị yêu thương Thủy, rồi Thủy ăn những cái món ăn mà ngon miệng mình thích nữa, tự nhiên nó no nê mà nó đã, vừa no nê vừa vui, vừa được nhiều cô chú anh chị thương yêu Thủy. Thủy sẽ có cái động lực để
ra nhiều video cho cô chú anh chị xem. Thủy cũng mong cô chú anh chị nào mà yêu thương Thủy nhớ cho Thủy một cái like, một cái đăng ký để Thủy có nhiều động lực nữa nha. Đó, lúc này là Thủy ăn hết rồi cô chú anh chị ơi, nhưng mà Thủy vẫn còn nói chuyện với lại chị chủ quán cô chú anh chị. Rồi em Pháp không ăn có cục thịt rồi cô chú anh chị ơi, gấp qua cho Thủy. Mà Thủy đang no thì dáng cố gắng Thủy ăn, ăn nhiều quá rồi không có ăn nổi nữa. Thì trong đầu Thủy nghĩ là cái cục thịt này á, Thủy sẽ đem về cho chú cuốn nhà Thủy xúc xích đi theo Thủy về quê luôn cô chú anh chị ơi. Thủy sẽ đem cái cục thịt này đem về cho xúc xích ăn nha cô chú anh chị nha. Chứ Thủy ăn hết nổi, nhưng mới lại là vốn dĩ là Thủy ít ăn thịt lắm cô chú anh chị ơi. Lúc này là Thủy ăn xong rồi, Thủy uống một hộp nước mía vô mà nó đã khác làm sao luôn cô chú anh chị ơi. Giờ này cũng chưa rồi, chợ thì rất là vắng khách luôn cô chú anh chị. Chắc sắp dọn để nghỉ ngơi buổi trưa rồi cô chú anh chị ơi, cho nên nó là ít người đi chợ lắm cô chú anh chị. Thủy ngồi Thủy ăn cái tô bún riêu mà Thủy đổ mồ hôi từ trên đầu Thủy đổ xuống dưới cái cổ, nó ướt hết cả cái cổ của Thủy luôn. Mồ hôi ở đâu mà nó ra nhiều dữ không biết nữa cô chú anh chị có thấy không, nhìn kỹ là cô chú anh chị mới thấy được cái cổ của Thủy toàn là mồ hôi không cô chú anh chị ơi. Lúc này em Pháp hối Thủy là ăn nhanh lên để đi về. Em Pháp thì không có thích ngồi một chỗ đâu cô chú anh chị, là em Pháp muốn đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi lên xe tải để cho chú Mãi chở đi ra Hàng Dương. Nghe chú Mãi nói là ăn xong rồi là mình sẽ ra Hàng Dương mình quay phim và mình chụp ảnh. Và em Pháp muốn tò mò Hàng Dương là chỗ nào, có đẹp hay không và như thế nào. Vì Năm ăn nhanh lên để đi nè, để bỏ vì Năm lại giờ. Lúc này thì ăn xong rồi thì còn hỏi anh Mãi là anh có còn muốn ăn cái gì nữa không, ở bên kia là bán đủ thứ loại bánh luôn mà nhiều bánh ngon lắm. Thì anh Mãi nói là no nê rồi, không muốn ăn cái gì nữa đâu, ăn mau đi về thôi. Ly nước mía thì cũng đã uống hết xong rồi cô chú anh chị, mà mồ hôi gì mà nó chảy quá trời luôn cô chú anh chị ơi, đó dưới cổ mà chảy xuống hết luôn. Càng ngày càng độ lớn tuổi đổ mồ hôi càng nhiều hay sao á cô chú anh chị thì cũng không biết nữa. Mình ăn xong xuôi hết rồi cô chú anh chị ơi, sắp sửa là mình đứng dậy để đi, nhưng mà là mình cũng không hiểu sao mà mình cũng không có muốn đi cô chú anh chị. Mình muốn ở đây nói chuyện với cái lại chị chủ quán với lại cô chú anh chị xung quanh ở chợ hoài à cô chú anh chị ơi. Tại vì những cô chú anh chị rất là thân thiện với mình luôn. Lúc này anh Mã đứng dậy, anh tính tiền ba tô bún riêu. Đây nè cô chú anh chị, em Pháp ăn hết bún riêu không còn một miếng nước nào luôn, anh Mãi cũng thế luôn cô chú anh chị. Chỉ còn Thủy là ăn vẫn còn để lại nước lèo. Và anh Mãi xin cái bịch, anh biểu Thủy gấp cái cục thịt về cho xúc xích nhà Thủy nha cô chú anh chị nha. Mấy cô mấy chị gần đây đó cô chú anh chị, biểu Thủy là ở đây nói chuyện và chơi một xíu nữa đi cô chú anh chị. Thủy còn quay cái gian hàng của chị gái bán phở bò bún riêu. Cô chú anh chị nào mà tới Bình Thạnh nhớ ủng hộ chị nha, chị nấu rất là ngon luôn mà chị cũng dễ thương nữa, phục vụ gia đình Thủy rất là tận tình luôn này cô chú anh chị ơi. Đó, anh Mãi anh cứ ngồi anh cứ nhìn cái quán của chị thôi, tại cái quán của chị rất là đơn giản nhưng mà tình người với tình người rất là thân thiện luôn cô chú anh chị ơi. Video của Thủy đến đây cũng dài cô chú anh chị, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha, nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau nha, bye bye.